Dạ vâng, shop phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy chim đêm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ tốt lành. Thì cái nội dung video giới thiệu sản phẩm hôm nay thì em xin thông báo với các bác là bên nhà em, bên shop phụ kiện săn bẫy này thì hàng đã về rồi các bác nhá. Thì trong 2-3 ngày vừa qua thì rất là nhiều các bác gọi điện đến đặt mua cái mẫu cạm 14 và 16cm thì bên shop đã hết và không phục vụ được các bác. Thì hôm nay hàng về rất là nhiều thì em cũng làm một cái video giới thiệu đến cái mẫu cạm 14 và 16 này để phục vụ các bác. Thì trên màn hình các bác đang theo dõi thì cái mẫu, cái bao màu trắng ấy thì là bao cạm 16 các bác nhá. Những cái bao màu vàng hoặc là vàng sẫm ấy thì là cạm 14. Thì quy cách đóng hàng của cái đợt cạm này thì là 200 chiếc một bao các bác nhá. Cạm rất là dày và đẹp. Bác nào mà xem được cái video này mà cần mua những chiếc cạm 14 hoặc 16cm thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên shop sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng thì em xin nhắc lại là ship hàng COD toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng ok, phải thanh toán các bác nhé. Cạm thì mới về lúc trưa nên là chưa kịp cất vào kho. Thì một chút nữa là sau khi em làm video giới thiệu cho các bác thì em cũng chuyển số cạm này vào kho các bác nhé. Thì tổng số là về được 10 bao. 10 bao cạm 16 và 10 bao cạm 14. Nhưng mà do mấy hôm là lợ hàng các bác nên là em đã bỏ một số bao vào trong kia để đóng hàng các bác cả nhá. Thì sau đây thì em cũng bỏ lấy mẫu cho các bác một vài cái để các bác xem. Đây là một cái chiếc cạm 14 mà em vừa bỏ ra trong cái bao vàng này các bác nhá. Cạm thì rất là dày, cạm rất là dày và đều và tròn các bác nhá. Tròn này các bác để ý những cái vành này nhá. Rất là dày. Đây ạ. Quay tổng thể rất là đẹp. Rất là đẹp. Với mẫu cạm 14 dày như thế này thì giá thành của nó cũng đắt hơn một chút. Và hiện giờ thì các bác xem thời sự, xem tin tức thì các bác cũng biết là biên cửa khẩu bắt đầu đóng cửa ấy các bác nhá. Đóng cửa lên là hàng rất là hiếm, hàng rất là hiếm. Những cái mẫu cạm 14 hoặc là 16 này thì hiện tại là còn rất là ít shop có các bác nhá. Còn rất ít shop có mà rất là may thì bên shop ngày hôm nay cũng nhận được 10 bao 16 và 10 bao 14 để về phục vụ các bác. Thì các bác mà mua hàng ấy, mua hàng để đi đánh trong Tết hoặc là ngoài Tết thì các bác nên là mua sớm, nên là đặt mua sớm các bác nhá. Chứ để một vài ngày nữa thì hàng rất là khó mua và cũng rất là đắt các bác nhá. Thì cạm thì là cạm mới. Với những cái mẫu cạm 14 dày như thế này thì khi mà các bác ra cạm thì các bác không thể ra bằng tay được đâu các bác nhá. Các bác dùng chân vừa dễ ra và cũng rất là an toàn các bác nhá. Thì ngoài chiếc cạm 14 này ra, khi mà bán ra ngoài thị trường thì bên shop kèm theo một cái lẫy. Mà bác nào mà khi mà mua hàng mà không có thời gian làm bàn đạp thì khi đặt hàng thì nói bên shop để bên shop tư vấn và hỗ trợ làm thêm bàn đạp. Và ngoài những chiếc bàn đạp ra thì bên shop còn tặng các bác, còn bán theo một combo các bác nhá. Combo cả thêm cả dây cột các bác nhá. Thì với mỗi cái chiếc cạm 14 này ra thì các bác dùng những chiếc dây phanh để cạm, để cột những cái cạm này thì rất là hợp lý. Và nó cũng rất là, giá thành của nó cũng rất là phải chăng các bác nhá. Rất là phải chăng. Và ngoài những cái mẫu cạm 14 và 16cm hôm nay bên shop lấy ra thì bên shop còn đầy đủ các loại cạm để phục vụ các bác. Như cạm 9, cạm 12, cạm 18, cạm 22 và cạm 25 và cạm 33 nhá. Rất là nhiều loại cạm. Thì bác nào mà xem được video mà cần cho mình cái mẫu cạm hoặc là mua để dự trữ để ra riêng đánh ấy thì các bác nên mua sớm các bác nhá. Thì một cái video ngắn em giới thiệu tổng quan về cái lô hàng mà hôm nay em mới nhập đến đây là hết. Các bác mà xem được video mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video để đón chờ những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Giờ thì em chuyển hàng vào kho các bác nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.